Chào anh em nha. Thì em lên cho mình một số xả một số hàng như này, giá rẻ nha. Đây có thì có flip, có carbon. Nói chung ship thì 30.000, anh em chuyển khoản hoặc là mua hai cái thì em sẽ hỗ trợ ship nha. Rồi thì em sẽ lên một cái cán vợt nha. Cái cán vợt này thì là chất liệu grab flip dài 36 nha, của hàng Olympic. Cán này thì 36, chất liệu grab flip nha. Đây. Cán thì đề kèn là 4 lóng 1 2 3 4 này, có động sơ bi chống nổ đây. Cái gen này tầm khoảng gen 8 thôi. Cái gen 8 này thì hết thích hợp anh em ở Việt Nam hay câu nhiều này. Chứ cái cán vợt này thì cứng nha, nhưng mà nó xước thôi. Cái cán vợt thì đa số nó sẽ không được đẹp như là cái vợt cần như này. Đó, thì bị mình giá rẻ thôi nha. Rồi cán này 200.000 nha. Đó, cán 200 như này. 200.000 nha. Cho cái cán này cứng nha. Mã số 2 thì cái cần tay, cái con này là cần tay chất liệu grab fit luôn, 18 feet là 5m4 như này. Đây con này là cần tay giả vân túc rất đẹp nha. Đó, giả vân túc rất đẹp này. Còn để cho mình giá 220 thôi, cứng tầm khoảng 3h. Cái ngọn của mình là ngọn 0.8 ly và cái ngọn của mình là ngọn tháp, ngọn long phụng như này. Đấy, ngọn long phụng này. Đó. Grab fit nha, nó giả vân túc 5m4. Con này 220.000 nha. Trong mấy con này thì anh em về mình có thể là câu cá rô, cá giết, mình câu chơi thôi nha. Ở anh em tập chơi á, mấy con này thì vừa nó vừa rẻ mà vừa khó gãy nha này. Đó. 5m4 nha, 5m4. Rồi con này mã số 2 nha anh em. Giá là 220 ạ. Đẹp nha, con này chứ mà hàng về chứ có lâu vệ sinh. Mã số 3 thì cái con này là cái con cần lục này, con cần lục chân này thì anh em mình để cách ra này, để cách tre được này, ao sông hồ tự nhiên như này. Con này là chất liệu grab fit và khoen của mình là khoen pad Fuji hết. Đây khoen đẹp nha. Dài con này thì đo được cho mình là giọt 34 như này. Con này 34. Chất liệu grab fit thì con để cho mình giá là 300.000 nha. Đây. Cái con này thì cái ngọn màu trắng này sẽ có hai khoen kệ Fuji. Cần thì là 4 lóng nha. Đó, 4 lóng này. Cần thì ok nha. Mấy cái con này cần này thì giá rẻ thôi. Đó, 300.000. Cho nên mình tập chơi như này. Ok này. Dài là 34 nha. 34 và khoen là khoen pad Fuji hết. Pad Fuji F7. Tay cầm thì được cuốn chỉ đầy đủ này. Rồi con này thì 34 này, mã số 3. Con này thì nặng là 370g. Giá là 300.000. Rồi con số 4 này, số 4 thì con là con cần dây trong nha. Đây con cần dây trong của Suzumi 3 khúc. Con này thì nó dài là 3m này, cứng 30 này, 3m cứng 30. Con để cho mình giá rẻ nha. 350.000 như này. Đây, 350.000. Đấy. Cần này thì mình có thể lên khoen, mình câu ngâm câu đơn. Anh em muốn trải nghiệm dây trong á thì các em sẽ hỗ trợ luồn dây qua trước cho mình nha. Rồi mình về mình cứ kéo qua mình đánh thôi. Đó, dây trong này của Suzumi như này. Để cho mình giá rẻ nha, 350.000. Mã số 4 á, 3m cứng 30 nha. Con này hàng nội địa Nhật, Japan. Mã số 5. Số 5 thì con này cho anh em mình câu ngâm câu đơn như này. Đây câu ngâm câu đơn, con này là cần carbon. Dài 3m3 của dòng Eco Club. Con này thì hơi xước như này. Đây con này thì khoen pad Fuji ok hết này. Đó, 3m3 cứng tầm khoảng 20. Đây, full carbon nha, xoắn vân này. Ngọn thì sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Đi kèm là 4 lóng như này. Đây, đi kèm 4 lóng này. Nó sẽ có sức dăm sơn thế này. Đó, sức dăm sơn nha. Còn thì để cho mình giá rẻ thôi. Con này cần carbon nha em. Để cho mình giá là 350 nha. Đây, 350.000 ạ. Pad Fuji F7 này. Con này câu ngâm câu đơn được nha. Đó, mã số 5 nha, 350.000. Mã số 4, mã số 6 ạ. Số 6 thì ở đây sẽ có một con cần. Con này thì thích hợp cho anh em mình á. Con ngâm lăng xe luôn. Con này dạng ISO khoen lớn như này. Đây, dạng ISO khoen lớn nha. Cái độ dài con này là 3m nha. Đây, độ dài con này là 3m. Con này thì khoen bắt thường nha. Đây, khoen bắt chính hãng theo cần. Cái độ cứng con này tính theo cần ISO thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 3 thôi. Đây, loại xứ là loại xứ xích nha này. Đây, loại xứ xích. Cái ngọn của mình thì đo được sát trên này á là ngọn 1.4 ly, cứng tầm khoảng độ cứng 3, ngọn sẽ có hai khuyên chạy này. Đây, nước sơn màu trắng nha. Và dưới thì màu cam. Đó, màu cam vàng thế này. Cần thì nó đẹp ok hết nha. Con này thì anh em mình câu ngâm câu đơn, dạng câu ISO cũng được nha. Rồi con này thì mã cho mình là mã số 6 này. Con này thì giá là 400 nha. Đây, 400.000 ạ. Giá rẻ nha. Rồi mã số 7. Số 7 thì số 7 8 9 11 thì 3 4 1 5 con ISO nha. Số 7 thì một con cần ISO khoen nhỏ, 5m4 độ cứng 2, con thì khoen pad Fuji hết nha. Con này xả cần tay ra cho mình tầm khoảng vào 3.5h, đây khoen pad Fuji. Độ cứng 2, ngọn cần là 1.4 ly, ngọn con này thì sẽ có cho mình là hai khoen chạy đây. Phôi là phôi carbon như này. Đó, carbon xoắn vân nha. Cần là cần carbon. Mấy con này thì mình về mình câu ISO, dạng tay trợ máy hoặc anh em có thể tháo lầm cần tay cũng được nha. Đó, cần carbon nha, sẽ có sức dăm sơ thôi.
Rồi con này để cho mình là giá là 400 như này. Đây con này 400 ngàn nha, 5m4 độ cứng 2. Đó, giá rẻ thôi. Tiếp theo thì mã số 8. Số 8 thì đây có một con cần ISO khoen nhỏ. Cái con này thì 4m5 độ cứng 2 như này. Thì 4m5 độ cứng 2 có nhiều khổ nha. Cho nên mình chọn này. Rồi khoen pad là khoen pad Fuji hết. Mấy con đều từ hàng Nhật như này, đều là hàng Nhật về hết này. Ngọn cần là 1.4 ly sẽ có 1-2 khoen chạy này. Đó, cũng là phôi carbon xoắn vân luôn. Ở trong hàng bãi thì nó sẽ có sức dăm sớ ở ngoài thôi. Còn mấy lóng ở trong thì còn ok nha. Mấy con này thì bên em vẫn hỗ trợ xả tay. Anh em cứ chuyển khoản hết thì em sẽ hỗ trợ xả cần tay cho mình. Giá rẻ như này. Đó. Rồi con này thì mã số 8. Giá con này là giá 400 ngàn. Đây, 4.5 400 như này. Đây, 400 ngàn nha. Tiếp theo số 9 ạ. Số 9 thì một con cần ISO khoen nhỏ cho mình luôn. Cái con này thì là của dòng Namiso. Dài là 5m4 như này, độ cứng 1, cũng là khoen pad Fuji này. Đó, khoen pad Fuji nha. Đây tổng thể thế này. Khoen pad Fuji nha. Thì mấy con này em để giá rẻ rồi thì cộng ship nha này, ship là 30 ngàn một đơn. Anh em lấy hai cần miễn ship ạ. Con này thì độ cứng 1, ngọn 1 ly, ngọn thì sẽ có hai khoen chạy, xả cần tay tầm khoảng 3H thôi. Đó. 3H như này. Mấy con này thì anh em mình câu cá rô, cá giết này, câu cảm giác thôi. Câu cá tráp có hành được nha. Đó, long lý thì có ok hết ạ. Thì mấy con này bên em vẫn ship code, anh em nhận hàng được đồng kiểm hết nha, được kiểm tra hàng thanh toán ạ. Rồi 5m4 độ cứng 1, con này để cho mình giá là 400 nha em. Đây 400 ngàn, mã số 9 nha. Số 9 400 ngàn ạ. Số 10, số 10 thì một con cần ISO, con này khoen nhỏ luôn. Con này thì cần ISO khoen nhỏ. Dài 5m3 độ cứng 1 nha em, cần carbon của dòng Master. Đó, cứng 1 này. Con này khoen của mình là dạng khoen gold, mà khoen gold con này không có loại sứ như này, bằng thép nha. Khoen gold bằng thép rất đẹp này. Con này độ cứng 1 thì ngọn cũng nhỏ, tầm khoảng vào 1.4 ly thì sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy đây. Đó, 3, 4 khoen chạy như này. Con này thì nó kèm 5 lóng thôi. Đây, 5.4 độ cứng 1, ISO khoen nhỏ. Cho nên mình câu cảm giác thôi nha. Đây, câu cảm giác, câu chơi thôi. Mềm và cảm giác cho mình ạ. Đây, tổng thể thế này. Cần thì có ok nhá. Con này khoen thường thì để cho mình giá rẻ thôi. Còn để cho mình giá 350 như này. Đó, để cho mình giá là 350 ngàn. 5.3 độ cứng 1 ạ. Mã số 10 như này. Rồi cuối cùng thì mã số 11. 11 thì em sẽ có một con cần ISO. Con này khoen nhỏ luôn, cái con này cứng như này. Con này nó phai thông số rồi. Con này thì dài là 5m3, độ cứng 3 nha. Con này xả cần tay tầm khoảng 5H này. Khoen pad là khoen pad Fuji hết nha, loại xì đất xám. Cái ngọn cần là 1.6 ly thì sẽ có cho mình là 3 khoen chạy đây. Đây, sẽ có cho mình là 3 khoen chạy. Và phôi con này là phôi carbon này. Đây, phôi carbon nha, xoắn vân toàn thân. Đó, tình trạng thế này. Con này xả tay tầm khoảng 5H như này. Con này thì 5m3, độ cứng 3. Tính nó cần ISO khoen lớn nha. Đó, khoen nhỏ, khoen lớn như mình đây. Con này thì pad của mình là pad Fuji F7, pad lớn. Con này thì mã số 11, giá là 400 như này. Đây, giá 400 ngàn như mình nha. Tình trạng có sức dăm thôi. Rồi anh em lấy hai cây thì em miễn ship hoặc thanh toán chuyển khoản trước nha. Cứ lấy hàng con nào thì inbox qua Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh cụ thể thôi.